Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua. Hàng chục nghị sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đã lao vào ẩu đả tại cuộc họp Quốc hội khi tranh cãi về việc một nhà lập pháp đối lập bị giam giữ và tước quyền miễn trừ của đại biểu Quốc hội. Cuộc hỗn chiến kéo dài khoảng 30 phút đã khiến ít nhất 2 nghị sĩ bị thương và buộc Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ phải tạm hoãn phiên họp hôm 16 tháng 8. Cuối cùng, các nhà lập pháp đã quay lại bỏ phiếu, bác bỏ động thái của phe đối lập nhằm khôi phục hoạt động của luật sư kiêm nhà hoạt động nhân quyền Can Atalay tại Quốc hội. Ông Atalay là một trong 7 bị cáo bị kết án 18 năm tù giam vào năm 2022 sau một phiên tòa gây tranh cãi, trong đó nhà từ thiện từng đoạt giải thưởng Osman Kavala cũng phải lãnh án tù chung thân. Ông Atalay đã giành được ghế tại cơ quan lập pháp trong cuộc bỏ phiếu năm ngoái sau khi vận động tranh cử từ phòng giam của mình. Hồi tháng 1 năm nay, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định tước ghế của ông Atalay sau khi tòa phúc thẩm tối cao giữ nguyên bản án đã tuyên với chính khách này, bất chấp những nỗ lực của các nghị sĩ cánh tả khác nhằm ngăn chặn các thủ tục tố tụng. Tuy nhiên, vào ngày 1 tháng 8 vừa qua, Tòa án Hiến pháp, nơi xem xét liệu phán quyết của các thẩm phán có tuân thủ luật cơ bản của Thổ Nhĩ Kỳ hay không, lại khẳng định việc phế truất tư cách đại biểu Quốc hội của ông Atalay là vô hiệu lực và không có giá trị. Theo báo Guardian, hỗn loạn xảy ra tại Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ hôm 16 tháng 8 sau khi thành viên Đảng Cầm quyền Công lý và Phát triển Alpay Ocalan chỉ trích nghị sĩ Ahmetsi thuộc Đảng Cánh tả Công nhân Thổ Nhĩ Kỳ, người đã lên án cách chính phủ đối xử với ông Atalay. Không có gì ngạc nhiên khi các người gọi Atalay là một kẻ khủng bố. Mọi công dân nên biết rằng những kẻ khủng bố lớn nhất của đất nước này chính là các đối tượng đang ngồi trên những chiếc ghế đó, ông Sikh nói, ám chỉ các nghị sĩ của phe đa số cầm quyền. Ông Ocalan, một cựu cầu thủ bóng đá, đã đi đến bục phát biểu và đã đẩy ông Sikh ngã xuống đất. Ông Sikh sau đó đã bị các nhà lập pháp AKP đấm nhiều phát vào cơ thể. Hàng chục nghị sĩ đã lao vào hỗn chiến sau đó. Đoạn video được đăng tải trực tuyến cho thấy cảnh xô xát và sau đó đội ngũ nhân viên phải lau dọn vết máu trên sàn phòng họp Quốc hội. Một nghị sĩ thuộc Đảng Cộng hòa Nhân dân CHP và một đại biểu của Đảng Dân chủ và Bình đẳng Nhân dân DMO bị thương ở đầu. Ugo Ojen, lãnh đạo Đảng Đối lập chính CHP, đã lên án tình trạng bạo lực. Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố hai nghị sĩ châm ngòi vụ ẩu đả sẽ bị xử phạt. Lễ kỷ niệm 79 năm Quốc khánh Indonesia là hoạt động đầu tiên mang tầm quốc gia được tổ chức tại thủ đô mới Nusantara và đánh dấu sự khởi đầu của quá trình rời thủ đô khỏi Jakarta. Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Jakarta, ngày 17 tháng 8 tại Nusantara, lễ kỷ niệm 79 năm Quốc khánh Indonesia đã được tổ chức tại cung điện Garuda ở thủ đô mới Nusantara với sự tham dự của Tổng thống Joko Widodo và Thống đốc đắc cử Prabowo Subianto cùng các thành viên nội các. Đây là hoạt động đầu tiên mang tầm quốc gia được tổ chức tại thủ đô mới và đánh dấu sự khởi đầu của quá trình rời thủ đô khỏi Jakarta. Thực tế, hệ thống cơ sở vật chất và hạ tầng còn hạn chế và dự án thủ đô mới hoàn thành được khoảng 15-20% khối lượng xây dựng. Vì vậy, số người tham dự buổi lễ chỉ khoảng 1.300 người thay vì 8.000 đại biểu như dự kiến ban đầu. Trong khi đó, Phó Tổng thống Maruf Amin và Phó Thống đốc đắc cử Gibran Rakabuming Paka đã tham dự một buổi lễ diễn ra đồng thời tại cung điện nhà nước Merdeka ở Jakarta. Từ sáng sớm, người dân ở khắp nơi đã đổ về khu vực Đài Tưởng niệm Quốc gia Monas và Cung điện Nhà nước Merdeka để chứng kiến buổi lễ lịch sử này. Những người dân xếp hàng trật tự và cùng hướng lên màn hình lớn theo dõi các hình ảnh buổi lễ tại Nusantara được truyền hình trực tiếp. Hàng ngàn con chim bồ câu được thả lên bầu trời Jakarta trong tiếng hò reo vui mừng của những người dân. Lễ kỷ niệm 79 năm Quốc khánh Indonesia cũng diễn ra ở các tỉnh, thành phố trên cả nước. Đây là sự kiện được người dân mong chờ, mang ý nghĩa đặc biệt khi được đồng thời tổ chức ở cả hai thủ đô của quốc gia vạn đảo. Trước đó, nhiều tuần, cả Jakarta và Nusantara đều chạy đua với thời gian để tạo nên một diện mạo tươi đẹp nhất cho ngày lễ lớn của đất nước. Đảng Vì Nước Thái, đảng lãnh đạo liên minh cầm quyền tại Thái Lan hôm 16 tháng 8 cho biết nội các mới của Thái Lan sẽ được thành lập trong vòng 3 tuần tới, kể từ khi thủ tướng mới nhận được sự chấp thuận của hoàng gia. Sau đó, tân thủ tướng có thể gửi danh sách nội các mới để hoàng gia phê chuẩn. Theo hiến pháp Thái Lan, thủ tướng mới sẽ phải trình bày các chính sách
của chính phủ trước Hạ viện trong vòng 15 ngày kể từ sau thời điểm tuyên thệ. Phó Thủ tướng tạm thời quyền kiêm Bộ trưởng Thương mại Phumthan Wichayachai hôm 16 tháng 8 cho biết Thủ tướng đắc cử Pattonthan Sinawatra sẽ chịu trách nhiệm đưa ra các quyết định chính trị và tổ chức các cuộc thảo luận về vị trí các bộ trưởng trong nội các mới. Ông Phumthan lưu ý rằng các vị trí các bộ trưởng sẽ không tuân theo hạn ngạch trước đó do chính phủ cũ đã chấm dứt mọi hoạt động. Theo đó, bà Pattonthan với tư cách là thủ tướng mới sẽ cần thời gian để thảo luận vấn đề này với tất cả các đối tác trong liên minh. Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đã tiếp tục được ân xá và kết thúc thời gian quản chế vào ngày 18 tháng 8. Luật sư Winyat Chamonchi của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra ngày 17 tháng 8 thông báo thân chủ có tên trong đợt ân xá hoàng gia cho tù nhân cải tạo tốt nhân dịp sinh nhật của vua Maha Vajralongkorn hồi tháng 7. Theo đó, thời gian quản chế của ông Thaksin sẽ kết thúc vào ngày 18 tháng 8 thay vì thời hạn cũ là vào cuối tháng này, theo Reuters. Có 7.500 tù nhân cải tạo tốt được hưởng ân xá trong dịp này. Ông Thaksin Shinawatra, 75 tuổi, quay về Thái Lan vào tháng 8 năm 2023 sau 15 năm sống lưu vong. Để né tránh việc bị xét xử, ông trở về nước trùng với thời điểm Đảng Phêu Thái do ông thành lập trở lại vị trí đứng đầu chính phủ sau cuộc bầu cử cùng năm. Ngay trong ngày về nước, ông Thaksin bị tuyên án 8 năm tù vì tội xung đột lợi ích và lạm quyền trong giai đoạn nắm quyền từ năm 2001 đến năm 2006. Bản án được giảm xuống còn 1 năm theo một đợt ân xá của Hoàng gia. Theo tờ Bangkok Post, ông Thaksin chưa từng bị giam mà chỉ lưu lại trong bệnh viện của cảnh sát 6 tháng do vấn đề về sức khỏe. Ông được thả từ tháng 2 do tuổi tác và tình hình sức khỏe, cũng như việc ông đã hoàn thành một nửa bản án nhưng phải chịu sự quản chế. Theo điều kiện quản chế, ông Thaksin không được trực tiếp tham gia hoạt động chính trị. Thông tin ông Thaksin kết thúc thời hạn quản chế sớm được công bố một ngày sau khi con gái ông bà là Pattonthan, 38 tuổi, trở thành Thủ tướng Thái Lan. Tuy được tự do nhưng ông Thaksin hiện đối diện cáo buộc xúc phạm hoàng gia liên quan một cuộc phỏng vấn với báo chí Hàn Quốc hồi năm 2015. Ông đang được tại ngoại và tòa án chưa ấn định ngày xét xử. Gần đây, cựu thủ tướng xin phép được sang Dubai để chữa bệnh nhưng đã bị từ chối. Văn phòng Tổng thống Pháp ngày 16 tháng 8 thông báo Tổng thống Emmanuel Macron đã mời lãnh đạo các đảng phái thuộc Lưỡng viện Quốc hội tham gia cuộc thảo luận ngày 23 tháng 8 về việc bổ nhiệm thủ tướng mới. Thông báo của Văn phòng Tổng thống Pháp cho biết mục đích của các cuộc họp trong ngày 23 tháng 8 với lãnh đạo các nhóm đảng phái tại Hạ viện và Thượng viện là nhằm tạo ra liên minh đa số lớn và ổn định nhất có thể để phục vụ đất nước. Cũng trong thông báo, việc bổ nhiệm thủ tướng mới sẽ diễn ra sau cuộc họp này. Trước đó, Pháp bế tắc trong việc thành lập chính phủ mới sau cuộc bầu cử Quốc hội Hạ viện ngày 7 tháng 7 trong khi bận rộn công tác chuẩn bị tổ chức Olympic mùa hè 2024 diễn ra từ ngày 26 tháng 7 đến ngày 11 tháng 8 vừa qua. Tổng thống Macron đã đề nghị Thủ tướng sắp mãn nhiệm tạm thời đảm nhiệm công việc điều hành chính phủ cho đến khi thành lập được chính phủ mới. Thủ tướng Attal đã gửi đơn từ chức lên Tổng thống Macron ngày 8 tháng 7 sau vòng 2 bầu cử Quốc hội Hạ viện. Trong cuộc bầu cử này, Liên minh cánh tả Mặt trận Bình minh mới gồm những người theo chủ nghĩa xã hội Cộng sản Đảng Xanh và Đảng cánh tả nước Pháp bất khuất đã giành được nhiều ghế nhất với 193 trên 577 ghế tại Hạ viện. Liên minh Trung Dung của Tổng thống Macron về thứ hai với 164 ghế, trong khi đó Đảng Tập hợp Quốc gia Cực hữu về thứ ba với 143 ghế. Số ghế nói trên của Liên minh cánh tả NFP vẫn chưa đủ đa số để tự thành lập chính phủ, do vậy liên minh này chỉ được phép lựa chọn ứng cử viên thủ tướng để giới thiệu lên Tổng thống Macron, trong khi đó bất đồng trong việc thống nhất lựa chọn một chính khách đảm nhiệm cương vị thủ tướng đã đẩy Pháp rơi vào bế tắc trong việc thành lập chính phủ mới. Theo các nhà quan sát, cả Tổng thống Macron và ông Attal đều không đồng ý để một đại diện của LFI, tổ chức lớn nhất trong liên minh cánh tả NFP, hay đại diện của đảng RN, cực hữu, đảm nhận vai trò lãnh đạo chính phủ mới.